Cái đó là sao ta? Mình à, cho những cái lông đúng không? Là mỗi khi làm gà là mình phải làm gì hết hả? Cả gà cả vịt. Hiện nay thì con lấy ở trên cái mâm cơm của mình khá là đầy đủ món và rất là nhiều món ngon. Nhưng mà con không thấy cơm nha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay đến dịp đến nhà của anh Thành thì có gặp mẹ của anh. Dạ con chào bác ạ. Con là người Đồng Tháp, con ở miền Nam đến đây. Hôm nay thì đến đây thì anh Thành đẩy tiếp đẩy rất chu đáo và đặc biệt là có một con gà. Gà đó là gà Thiến hả bác hả? Bác ơi, gà của mình là gà Thiến hả? Con gà Thiến là nó như thế nào bác hả? Con không hiểu chỗ lắm. Con gà Thiến coi như là mình khi nào nó gáy nhiều thành gà giò rồi thì mình thiến ra, thiến rồi thì nó thành gà Thiến. Lần sau nó không đi theo gà mái nhiều và nó béo, nó ngon hơn à. À, giờ vậy là con gà Thiến là con gà trống. Ừ. Con gà trống thì mình sợ nó đi theo mái. Ừ. Rồi mình bắt nó mình thiến ra. Ừ. Rồi nó sẽ bao nhiêu lâu thì mình sẽ làm mần thịt nó được hả bác hả? Ôi, cũng 6 tháng 7 tháng là tha hồ à. À, nhà và mình nuôi thì 6-7 tháng nhưng mà gà cũng nhiều loại khác. Và đặc biệt là gà Thiến thì nó sẽ ngon hơn một cái con gà trống mình. Ngon hơn, không, nó cũng tanh, không có mùi gì cả hết à. Dạ, về việc cái công việc mà thiến gà đó thì mình tự làm luôn bác hả? Có người biết thiến. À. Thuê người, mình thuê người ta lấy tiền cho người ta chứ. À, mình phải trả tiền cho người ta thiến nha. Hàng 3-4 làng chỉ có một ông biết thiến, ví dụ thế này ấy. Dạ. Khu Quảng Yên mình ví dụ 10 người biết thiến thế này ấy. Dạ. Khu huyện của mình ấy, ví dụ thế này. Dạ. À. Và đặc biệt là con gà thiến đó là thiến khoảng bao nhiêu tiền một con nha? 5.000 thôi. 5.000 một con. Ừ. Thì gà mình muốn ương giống thì mình không thiến. Một bầy gà như thế là mình sẽ thiến bao nhiêu con bác nhỉ? Ví dụ con nào gáy trước thì mình thiến ngay, con nào gáy trước thì mình thiến trước. Con nào nhỏ nhỏ nó còi đi thì mình thiến sau. Dạ. Cùng một đoàn, cùng đàn gà như thế này nhưng mà có con lớn lên trước, nó mập hơn thì nó thiến trước, nó gáy trước. Dạ. Con nào nó còi hơn thì mình thiến sau. Khá là đặc biệt khi con gặp bác và bác tâm sự một cái con gà thiến như thế này nha. Và thịt gà nó rất là chắc hả bác hả? Và gà này thì chỉ làm thịt khi mà nó tụi nó lớn và đẩy cho khách quý thôi. Ở dưới quê con thì chỉ có là lợn thiến thôi. Lợn thiến đây cũng có. Dạ, chứ không có thiến gà bao giờ. Chỉ ấy gà giò, đa số gà giò. Dạ. Ăn gà giò. Còn giống gà đây là giống gà gì bác nhỉ? Gà gì nhỉ, gà da. Có nhiều loại lắm. Dạ bác thì con loại gà bác nuôi là loại gà gì nhỉ? Thầy nghe gọi heo gà lắm. Hả? Heo gà lắm. Chứ gà ri đâu, biết xem đâu mà. Gà. Bác con thấy ở trong nhà mình đó có một cái nồi, bác có thể dạ, cho con tham quan nhé. Hả? Cho con vô tham quan cùng với nha. Không, con thấy có một cái nồi rất là to bên kia là dùng để nấu. Dạ, dạ em chào anh nha. Cái nồi đó. Ừ. Đây à? Dạ. Ở đây nè. Dạ. Nồi không thấy bao giờ à? Không. Cám lợn trong này. Ờ, đâu con xem với. À mình nấu cho lợn ăn nha. Nấu cho lợn à? Ở đây không đang trồng mấy cho nên nấu. Không đang trồng thuốc nhiều đâu, nấu nuôi 5-6 tháng thế này mới thịt lợn. Dạ. Ngon mà. À mình không sử dụng thức ăn tăng trọng. Không. Thôi có thì thôi. Cảm ơn ngon. Dạ. Ok ly đó là ly trà nha. Hay bia, bia. Dạ được rồi, em không dùng đâu. Dạ em không dùng đâu, sáng dạ. Làm một tí được mà. Làm mệt quá. Không muốn ăn dưa mấy. Dạ được rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Cô bác quý anh chị thì cô gái dân tộc Nùng đó là ở trong clip trước á thì quay cho cô bác quý anh chị xem thì thật ra đó là cháu của anh Thành là em Tuyết. Tuyết ơi, chào mọi người lại một lần nữa đi. Đang làm thịt một con gà thiến á. Sang năm nay hồng 12 rồi bơ, khi sang năm lên không thấy đâu bơ, đi công ty bơ, không ở nhà đâu bơ. À, đi công ty nha. Ừ. Ở dưới kia có công ty nào được tiền nhiều thì giới thiệu cho em này đi. À, con ở miền ở Đồng Tháp xa lắm. Xa thật đấy, Sài Gòn á. Ờ, Sài Gòn đi vô con là khoảng hơn 100 cây số nữa. Còn đi nữa. Dạ vâng ạ.
Ờ con gà như thế đi làm em làm khá mau rồi Tiết hả? Dạ. Nãy giờ có mình em làm hay là anh Thanh làm nữa nha? Em làm ấy ạ, một chị làm cũng được mà. Ờ. Khá giỏi nha. Cho anh coi thật con gà đứng. Ồ, đó này là cái dòng miền Nam à. Con mà quay ở bài cảnh không? Thịt nó chắc chắc quá. Con gà này thì mình sẽ làm thịt nó, mình sẽ làm món gì nha? Tiết. Tấm miền Nam, tấm Sài Gòn, tấm Đồng Tháp, xa cái này mà. Ở sao bác à? Bác kia hỏi à? Bác hỏi con. Chụp cúng, dạ. Kìa. Chú ở tỉnh đâu về? Con ở miền Nam. Miền Nam. Vâng ạ. À. Bà nghe tiếng của cháu có gành không? Không, một tí. Nói từ từ mới được mà. Con ở Đồng Tháp. Dạ, miền Nam. Vâng ạ. Dạ. Trong clip này thì Bùi Hồ phải cố gắng nói chuyện theo các bác ở đây để các bác có thể nghe rõ được. Tại vì giọng của con thì các bác nghe không rõ được. Nhưng mà con rồi đó biết nghe một tí nhưng mà còn có tiếng nữa, không biết nói, không biết nghe tí nào cũng có mà. Dạ. Bây giờ cái này thì em sẽ làm món gì Tiết nhờ? Em nhổ lông là luộc lên ạ. Luộc lên nhá. Bà nói là bác nói là con gà mùa này nó gầy hơn. Con này không chịu ăn gầy. Nhưng mà mùa đông thì nó béo hơi béo tròn ra nên nó còn to hơn mà. Nó tụi nó thì thường ăn gì bác nha? Dạ, bây giờ ngô. Ngô không? Dạ. Ngô mình có nhiều mà. Ui, bẩn. Ngô mình có nhiều thảo. Đấy, tôi ngọt. Thế đếm phải vậy? Cái con gà bằng lại kia, mình bằng lại nha. Anh vẫn cái nước vào một tay. Sao anh? Nước thì anh ướt đấy. Không sao, không sao. Cái hành vị, cái này tương khẩu vị. Mày vươn tay ra vậy. Đấy. Khe này bác. Ồ bác không ăn phần gan của con gà nhờ? Cái phần gan gà không. Đấy, lấy cũng được mà nhưng mà bây giờ vội vàng lắm. Đang vội. Không, con nói cái phần gan của con gà phần này nè. Đây này. Ở quê con đó thì con gà nó cứ sẽ dọc xuống suốt gì như thế này. Nhưng mà bác thì moi ở trên với ở dưới thôi. Khá là độc đáo. Thế này à? Dạ. Ở đây thì bác moi ở đây với lại đằng sau. Còn ở quê con thì từ trên bổ dọc xuống dưới luôn. Cũng được. Bổ như anh thì nó tiện hơn anh ạ. Đúng rồi. Nhưng mà con gà chắc có lẽ là nó mình sẽ không nhét lá mất mật vô được. Ra về ăn thì mổ thế này thì cũng tháo thoải mái nhưng mà mình nếu mà mình đi cúng này ngày Tết này mình phải làm thế này. Thế lên bàn thờ à? À cúng ngày Tết đồ mình không được mổ hết. Mình để như này này. Đâu có thể quay lại cho anh xem với cháy hết máu nữa nha. Cho em anh xem với đây mình mổ một phần ở bên đây. Một phần đây. À một phần lấy một cái phần ở dưới này ra. Khá lạ nha. Nhưng mà con gà này mình không được nhốt lâu à? Nhốt lâu ở trong nhà mình chăn những cái đồ ăn của nó mình phải nấu cho nó chín thì nó béo rồi nó ăn ngon hơn nữa. Vâng ạ. Mình không được nhốt. Hôm qua mình mới lấy từ dưới đây lên nhà thì cái lục bổ lồng trong phương ăn nó không ăn. Dạ vâng ạ. Xong chưa Tiết ơi? Xong ạ. Cho anh xem sản phẩm của em làm từ sớm giờ nha. Khá đẹp nha. Em đang làm gì Tiết hả? Cái đó là sao ta? Mình à cho những cái lông đúng không? Là mỗi khi làm gà là mình phải làm gì hết hả? Cả gà cả vịt. Em có làm vịt nhanh giống như gà không? Vịt khó hơn một chút ạ. Tại vì vịt lông nhiều hơn đúng không? Vậy nóng tay không ta? Không nóng tay à? Ui, hay quá. Khi nào mới xong Tiết hả?
một cái làm gà khá là độc đáo anh Thành ơi. Đối với anh thì không lạ, nhưng mà đối với em thì người miền xuôi với em thì khá rất lạ. Hả? Cái này là gì nè anh nhỉ? Cái này là kêu là cây sàn đúng không? À nhưng mà không phải cái sàn. Cái cốt à, anh gọi là cái cốt à. Cái còn bên đây. Cái phần thông anh chẳng biết nói nào đấy. Ví dụ tiếng là tiếng phổ thông. Dạ. Cái sàn thì nó phải có lỗ, mình sàn sàn gọi là cái sàn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái gọi là cái cọt, cái sàn. Ủa sao em bẻ cái chân nó lại chi nhỉ? Em bẻ nhất là nồi dễ hơn anh ạ. À, em chỉ cần lấy cái dao em cắt ngang đây nhỉ? Phải không? Theo liệu còn khá còn chạy rồi đấy. Ờ. Bỏ vô à, tối quá. À, nước đó là nước thường mình à. Mình luộc thì mình có nêm gì lại không anh Thành nha? Anh luộc cái này thôi. Rồi chỉ chặt ra xong chấm chanh thôi. Bây giờ mình sẽ chụm nó lên à Tuyết nha. Mình nấu như thế này là tầm khoảng bao nhiêu phút Tuyết? Tầm 30 phút đấy ạ. 30 phút. Khi nào nó cạn nước thì thôi hay sao? Hay là nó vẫn còn nước? Vẫn còn nước để sôi một lúc ạ. Củi này thì mình lấy ở trên gừng hả anh Thành hả? Củi rừng. Cái này gọi là cái kiềng cô bác của anh chị. Có nhiều người thì như mình thì cái câu mà rất là nổi tiếng đó là dù ai nó ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn cứng như kiềng ba chân. Có kiềng bốn chân không anh hả? Ta số là ba chân. Trong lúc mà đang nấu luộc gà thì ở đây phát hiện gà qua một điều khá là thú vị. Khi mà phát hiện một quả dưa nó ở đây thì nó gấp 4 lần quả dưa ở quê em. Và anh giới thiệu thì dưa này gọi là dưa mèo. Dưa mèo anh nha. Và sau khi mình lao động xong thì các anh ở đây sẽ uống tí bia với lại dưa. Đây là mùa này là mùa đi thu ngô. Mệt lên nhà là ăn dưa với bia thứ là dài khát cho nó ấy một tí. Mùa đang mùa thu ngô nó mệt, nắng nóng mùa hè. Vậy dưa như thế này là mình bán bao nhiêu một cân anh nhỉ? Dưa bây giờ hình như là nó rẻ thôi. Cái này là trồng để ăn, còn bán thì họ hay mua cái loại dưa khác kia, còn dưa này là trồng bây giờ bán họ bán không rẻ cho nên người ta không bán. Trồng ấy trong ai lấy thì tìm thì hỏi thì lấy cho thôi, còn kiểu là bán thì ít lắm. Cái loại dưa bán ở chợ kia là cái dưa kia nó khác. Dạ em cảm ơn anh nhiều nhé. Đến đây cũng khá là bỡ ngỡ khi mà vừa hồ đến đây thì phải có cô bác ở đây với lại anh Thành với lại cháu của anh Thành chuẩn bị khá là công phu. Trong khi thì anh Thành thì phải chuẩn bị những cái món lặt vặt bên kia. Thì ở đây Tuyết đang thổi lửa nấu gà, luộc gà. Ở nhà em có thường nấu cơm cho mẹ ăn như thế này không nhờ? Có. Mình phải thổi lửa suốt vậy hả Tuyết hả? Hồi nãy ngại nói chuyện bây giờ còn ngại hơn nữa hả? Nó suốt vậy đi, nó cháy đi, mình đâu có cần chụm thêm. Mà anh thấy em cứ thổi chụm hoài nhờ. Cho cháy mạnh hơn để chín nhanh hơn ạ. Mình phải canh nó hoài vậy nó hả? Kiềng này là mình tự làm hay sao ta? Anh Thành à, kiềng này là mình tự làm hay sao? Dạ. Ở trên đây có một cái này gọi là cái gùi vậy bà phải không bà? Cũng là cái ngày xưa người đàn ông là hay đeo cái này đi. Đeo cái này mà nó như thế này dạ. Cái này con dao đi, đấy. Con dao mà đi bây làm. Bây giờ là không đeo cho nên lấy về treo trên đấy, xong mình để cái giống gì vào đấy thì nó khô ấy. Dạ. Ví dụ như cái
Ta cá thích này cái này bạn. Nấm. Cái nấm này cho nó khô này, mình lấy trên đây cho nó khô. À. Rồi thì lấy xuống bảo quản thôi. Ngày xưa ông cụ ấy nó cái này làm nhỏ hơn tí nữa rồi thì đeo đằng đằng sau lưng rồi thì đi đi làm có cái quả gì về cho con cháu thì nó lấy xuống nó xuống cái kia. Ờ, sao sao nhỉ? Nóng quá hả? À, ý em nói là lúc nãy là gà của quê em á thì em chỉ cần chặt cái phần chân, không phải chặt mà khứa nhẹ thôi thì nó cái chân nó sẽ tự động nó cong lại. À. À, bây giờ vẫn được chứ. Gì hơn khi con gà của Bùi Hồ đang chờ đợi nãy giờ thì anh Thành anh đã tách thịt nó ra rồi, cắt thịt nó ra nhưng mà vẫn khá là ngon anh Thành nha. À, mình sẽ chia ra. Ừ, cắt từng miếng. À, bên đây là phần thịt của nó. Đúng rồi. Còn đây là đầu chân. Đầu chân, anh gọi là cổ cánh ấy. À, cổ cánh nha. Gà này gà ta, gà thiến. Thịt rất là, nói chung là nhìn ngoài rất là hồng hào, bên trong là trắng. Có một điều em muốn hỏi anh là ở đây rượu, ở đây nó khác với rượu của miền xuôi em không ta? À, cái gì cơ? Rượu. Rượu. Rượu á? À. À, rượu uống á? À. À, khác chứ. Đây toàn là ngô, chủ yếu là rượu ngô. Rượu ngô hả? Ờ, rượu ngô nấu bằng ngô hết. À. Đấy. Ừ. Thôi bây giờ anh chặt đi. Thích uống rượu không? Em uống thử một tí nha. Ừ, chị cho uống thử. Tại em cũng... chưa chấm thì ngon đâu. Dạ. Đi. Em đang làm gì à, Tuyết nhỉ? Xào. Ở đây là gì? Ở phần ở dưới nha. Phần ở dưới là thịt băm ạ. À. Mày hành giả mà xin nghiệp không lắm vậy. Thịt băm. Dạ. Ồ. Khá là lạ nhá. Không, ở trên anh thì vẫn xào giống vậy nè. Nhưng mà xào thì thường là xào không nhiều, ít xào thịt lắm. Em làm được nhiều món không Tiết? Em mới tập làm ạ. Em nấu cơm củi được không? Được ạ. Ừ. Em tổng cộng làm được bao nhiêu món? Món ăn nha. Chắc tầm 2-3 món. mì là em biết làm rồi nè. À, em đang để gì vô vậy? Gia vị vậy? Em đang thêm một chút gia vị ạ. Gia vị đó, cái bịch em mới vừa cầm kìa. Cho anh xem với. À, cái này là em gọi là mì chính đúng không? Dạ, mì chính với một canh ạ. À. Ở em thì không gọi là mì chính nha. Ở miền Nam của em thì gọi là bột ngọt. Bột ngọt phải không? Phải rồi. Bột ngọt, bột lên cái gọi bột ngọt cho mình. Dạ. Hôm trước thì có bột ngọt đó. Với lại bột canh. Ở đây mình nước mắm đồ vẫn có hết anh à? Vẫn có. À. Nhìn khá là hấp dẫn. Bắt chăn được bao nhiêu con lợn bác à? Hả? Bắt chăn được bao nhiêu con? 6 con. À. Lợn đây là lợn giống lợn gì nha bác? Lợn nhà thôi. À. Ở tụi nó ăn nhiều quá. Ăn nhiều hơn nhưng mà mình không chăm thẳng nên nó ăn cạn nhiều lắm. Dạ. Nhà mà có nhiều lợn, nhiều trâu, nhiều bò là khá giả lắm nha. Không đâu, trâu bò không có chứ thôi mà. Dạ. Nghèo lắm thôi, mình nghèo. À, anh Thành. À, Tiết sẽ gọi bác bằng gì nha? Bác là bác thường thường. Bác, nếu gọi ai, gọi ai? À, gọi anh dạ. La Lung rồi. Theo cái thành từ. Bà rồi, bác bà đâu? Bà. Bà rồi đấy. La Lung nhờ hả? Ồ, ngon quá Tiết à. Rất là hấp dẫn nha. Là em tự chế biến hết nha. Ông mới bảo rồi, quá ngon Tiết rồi. Anh xem thử nha. Này là lợn. Thịt lợn. Dạ vâng. Mời em vào nhé. À, kính thưa cô bác quý anh chị, thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của anh Thành và Tiết, và đây là bên đây là mẹ của anh Thành. À, bên đây là sao anh Thành nhỉ? Cô của anh Thành. Thì hôm nay không ngờ đến đây anh chị nói với anh Thành thì thôi thì đến đây làm một tiệc, làm một món ăn nhỏ thôi, đơn giản thôi, nhưng mà anh Thành lại làm rất là hoành tráng. Thì anh Thành ơi, thì em là người miền xuôi đó, thì anh có thể giới thiệu, anh với bác cũng như là Tiết có thể giới thiệu cho em những món ở trên này không nhỉ?
À, tiếc đi Tuyết hả? À, xin chào tất cả khán giả của kênh Bùi Hồ TV. Mình rất là vui được đón bạn Hồ lên Cao Bằng chơi. Và mình có một bữa cơm gọi là nho nhỏ đấy, để mà gọi là đón tiếp bạn Hồ tại gia đình của mình. Đấy. Sau đây mình xin giới thiệu qua những cái món ăn gọi là rất là quen thuộc của người Nùng Cao Bằng đấy. Trước tiên là đây là món đậu phụ kho, đậu phụ sốt đấy. Đây là món thịt gà luộc, và đặc biệt đây là gà thiến nuôi rất là lâu, tức là gần 1 năm đấy. Đây gà thiến đấy, còn đây là thịt lợn luộc, đây là thịt lợn quay, là một trong cái món đặc sản của Cao Bằng, rất là thơm ngon, quay với lá mắc mật các bạn nhé. Đấy, mắc mật này, nước chấm này, vừa băm mật đây. Còn đây là canh rau mộc tơi. Đấy, đây cũng là món thịt gà thiến. Đấy, chủ yếu là đây là bí thơm, bí luộc. Đây là rau bí. Rau bí, ngọn rau bí với thịt băm. Đấy, chủ yếu là 6-7 món này thôi. Em không hiểu rằng là ngày thường thì gia đình mình ăn có nhiều món chế biến, nhiều món như vậy không? Có tương đương như thế này. Dạ. Chẳng qua món này không có. Dạ. Quay thì những này các con mình đi chợ lúc nào chả 3-4-5 món mà. 6 món. Món khác là thay nhau hôm nay lại khác, hôm mai lại khác. Em út đi chợ Phú Hòa kia. Dạ. Lúc nào cũng mua cái gì mới ăn mà không ăn cũ đâu. Dạ. Và ăn rất là nhiều món như thế này. Món lợn quay này. Thì món này những ngày gọi là lễ ngày Tết thường. Hoặc là ngày thường thì ít khi ăn thôi. Ngày lễ Tết nếu hoặc ngày hội, được ngày hội hè thì mình hay ăn là món này. Có một điều Bùi Hồ cũng như là con mọi người rất là khá là thắc mắc. Hiện nay thì con thấy ở trên cái mâm cơm của mình khá là đầy đủ món và rất là nhiều món ngon. Nhưng mà con không thấy cơm nha. Là có nghĩa là mình dùng thức ăn trước hả bà nè? Hay tục mình là dùng thường nếu mà con trai ở đây hay ngồi vào mâm là uống rượu hoặc là uống bia với nhau ấy, thì sau khi ăn uống nói chung là uống xong uống một lúc xong mới ăn cơm, còn con gái ở đây thường thường họ ăn có thể dùng cơm luôn. Nhưng mình không uống rượu không uống bia thì uống cơm luôn, lấy cơm ra thùng luôn Vậy anh có giới thiệu là có gùng ngô. Rồi con cảm ơn rất là nhiều, con mời cả nhà ăn cơm và con rất chân thành cảm ơn với bữa cơm ngày hôm nay của cảm ơn bà, cảm ơn cô, cảm ơn em Tuyết, cảm ơn anh Thành nhiều nhé. Một điều khá là bất ngờ khi mà vô một cái mâm cơm đầy đủ như thế này thì không thấy chén cơm, nhưng mà anh Thành bảo thì ở đây thì Nam thì uống rượu trước khi ăn cơm anh à. Còn các bà, các cô thì sẽ dùng cơm luôn. Thì nhậu xong ngày trước xong tí khi nào thì mới ăn cơm. Dạ, là ngày nào cũng vậy hay sao? Ít khi ấy đang có anh em, có bạn bè mà ấy, thôi còn ăn cơm bình thường là không có nhậu đâu. Thì nhà đây là uống rượu lai dai là ít hơn ở trong miền Tây kia ấy. Cho anh biết ấy. Dạ. Bà ơi, bà có nói gì với mọi người ở miền Tây của con không? Có. Dạ. Bây giờ ở miền Tây dưới kia thì khác ở trên này nhiều không? Ở miền Tây của con thì rất khác ở đây. Bữa cơm của miền Tây của con thì không đầy đủ giống như thế này. Có, nhưng mà có khi còn hơn nữa. Không, ở nhà con không biết những nhà khá giả như thế nào, nhưng nhà con chỉ làm 2 món thôi. Món gì? Một món canh và một món kho, hoặc là một món canh với lại một món chiên. Con ví dụ như canh chua với lại kho mặn thì họ sẽ chan canh vào họ ăn. Còn ở đây thì con thấy khá là nhiều, và đặc biệt ở trên cái mâm cơm của mình thì khá là nhiều đồ luộc, đồ xào, rồi canh, rồi rất là nhiều luôn. Nói chung là con cảm thấy là quá là hoành tráng đối với con suy nghĩ. Bình thường thôi. Dạ. Người ta thì đây cũng bình thường đây. Nhưng mà bữa nào cũng có cá mà không, chứ mà bây giờ hình như không có, nhưng mà hôm bữa nào cũng có cá. Cá khô, cá kia. Dạ, và bữa nào cũng có rau hả bà hả? Rau ở đây là toàn là rau nhà hết, rau xanh ấy. Dạ. Rau tươi. Rồi anh mời Tuyết vô luôn ăn luôn nha.